Ông bà mình nói không sai, nhất đẳng quyền đai không bằng giao phai chém lén. À, con biết rồi, hung con gái của sư phụ chứ gì. Ủa gì vậy Ký? Con biết rồi, hôn con gái của sư phụ chứ. Sau đó lại hôn sư phụ chứ gì. Khỏi luôn. Phần thi tiếp theo đó là phần thi tránh ám khí. Nào, xin mời hai cung nữ vào đây để gặp ta. Dạ. Dạ. Đây là năm cái triển thủ uy lực vô cùng. Hãy dùng năm cái triển thủ này phóng mạnh vào người đệ tử của ta. Nếu con né được, coi như số nó lớn. Nếu không, xui chịu. Mời hai cao thủ. Con có thù với cái nách của nó à? Đây mới là thế võ ta dạy cho con. Thân thủ của tụi con phải nói là xạo chưa từng thấy. Sao mà vô lý vậy mày? Sao nó gõ cây tao con? Tụi bay định giết cả. Được rồi. Chúc mừng tụi con, như vậy là môn phái của tụi ta đã chết hết rồi. Không chết không còn một mạng. Nhưng mà tụi con à, thực tế chúng ta không cần phải né phi tiêu đâu. Chúng ta có một thuật gọi là thuật ẩn thân. Đây, ta trao cho con. Khoan manh động đã. Cầm lấy. Hay quá. Hiện hình đi. Thu dách. Còn con thì sao? Ôi trời ơi, kết quả thật là bất ngờ. Hay quá, con ẩn thân hay quá. Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Thầy đi rồi. Thầy đi rồi.
đi đâu tụi con à? Mặc dù rất nhiều lần tụi con âm mưu giết thầy, nhưng tụi con đừng có mơ. Ta sẽ cho tụi con xuống núi. Như người ta thường nói, trên đường hành hiệp trượng nghĩa gặp rất nhiều trắc trở, tụi con sẽ không có chỗ dung thân đâu. Ta thương lắm. Ta đã chuẩn bị cho tụi con một vật đi đường. Ha ha, cảm ơn thầy đã cho một cái mền. Không, cái võng đây. Thầy cho con cái võng con à. Cái mền đó của thầy. Đây, cái võng này ta tặng tụi con. Mời con. Con khờ lắm, ra đây ta nói con nghe điều này. Thằng bé kia đã giờ chơi ta mấy lần rồi. Ta muốn nhắc nhở con nhẹ một cái thôi. Con có một cái thẻ gọi là thẻ quyền lực. Thích dòng này lấy ra xài chơi ha. Nói vậy không hiểu hả? Hiểu, nhưng mà chưa thích dùng. Ơi, phải vì con không làm được mà bởi vì con muốn hành hạ tên kia. Mời hai người đổi vị trí cho nhau. Ngoài cái chuyện mình la, mình có cái gì cho nó lạ không? Lên đây. Thế nào cũng có một màn đập mặt xuống đất. Qua. Mà mình vẫn là một đội mà. Trời ơi. Thôi được rồi, tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng. Như vậy là sau bao nhiêu năm tầm sư học đạo, tụi con chứ vô dụng như ngày nào. Tao quyết định không có một đứa nào mà xuống núi hết, ở trên đây suốt đời. Hành người ta mình còn mệt hơn nhá. Mẫu kinh. Xong rồi. Không chơi nữa à? Chơi chứ. Ủa nhưng mà nãy em thấy thích trò nào nhất? Dạ, em thích trò nào nhất đó. Em thích trò... Trò gì nhỉ? À, trò mà ẩn thân ạ. Ẩn thân? Tại sao? Tại vì anh bảo là hỏi phần nào đấy, ta đánh phần đấy. À đúng cái phần này. Thôi xem đu, sao hai người đu lại thử coi. Dạ. Một, hai, ba, nhảy. Gọn, gọn hơn luôn á. Nói chung là Hòa cứ nghĩ là thử thách nó phải khó hơn. Hôm nay là các anh vẫn coi Hòa là một con gái đấy.
Chứ thực ra là Hòa nghĩ là phải có nhiều thử thách khó hơn. Thì với cái độ lầy của Hòa thì không sợ gì cả. Và hôm nay cảm thấy rất là sướng khi mà được hành hạ anh Trường Giang. Với cả là Hòa nghĩ là Hòa sẽ là một khách mời rất là đặc biệt của chương trình, khi mà phá vỡ rất là nhiều những cái luật lệ và làm những như là điều khác nhau. Và hy vọng là ngày hôm nay khi mà được phát sóng lên trên kênh HTV2 thì sẽ nhận được rất là nhiều sự yêu quý của quý vị khán giả.